Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, ngày 19 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Quốc hội thảo luận về dự án luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư, nghe và cho ý kiến vào dự án luật hòa giải, đối thoại tại tòa án và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hải Hậu. Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, hôm nay 19 tháng 11, Quốc hội thảo luận về dự án luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư, nghe và cho ý kiến vào dự án luật hòa giải, đối thoại tại tòa án và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp. Cho ý kiến vào dự án luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đa số các đại biểu Quốc hội đồng tình về sự cần thiết ban hành luật nhằm khắc phục những khó khăn bất cập đang tồn tại hiện nay và bảo đảm tính pháp lý ổn định, nâng cao hiệu quả thực hiện của các dự án PPP dài hạn nhiều rủi ro. Song còn một số vấn đề của dự thảo luật chưa nhận được sự tán thành của các đại biểu Quốc hội, trong đó có quy định về hoạt động kiểm toán nhà nước trong đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Dự thảo luật quy định kiểm toán nhà nước thực hiện việc kiểm toán về sử dụng tài chính công, tài sản công trong dự án PPP, tức là chỉ được kiểm toán vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng và vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình phụ trợ, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trước quy định này, một số đại biểu Quốc hội cho rằng đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP là hoạt động đầu tư nhà nước để thu hút nguồn lực đầu tư, nhà nước thực hiện đầu tư thông qua hợp đồng PPP với nhà đầu tư. Mặc dù nhà nước không trực tiếp trả kinh phí cho nhà đầu tư, nhưng nhà nước lại cho phép nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng với mức thu và thời hạn thu do nhà nước quy định hoặc trả bằng giá trị quyền sử dụng đất. Do đó, chi phí đầu tư là cơ sở để xác định thời gian, mức thu phí đối với dự án. Nhiều đại biểu Quốc hội đã đặt câu hỏi, nếu không kiểm tra giám sát chi phí đầu tư thì làm sao xác định được thời gian thu phí, mức thu phí đối với công trình là phù hợp. Cũng trong phiên thảo luận về dự án luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư, một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm là lĩnh vực đầu tư, quy mô và phân loại dự án PPP. Nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị ban soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu quy định cụ thể quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án PPP, làm rõ tiêu chí, lợi thế của từng lĩnh vực, kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP. Chiều nay, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật hòa giải, đối thoại tại tòa án, tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp. Sau đó Quốc hội thảo luận ở tổ về hai dự án luật này. Chuẩn bị nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Hôm nay, ngày 19 tháng 11, tại các xã Hải Hưng và Hải Lộc, huyện Hải Hậu, đồng chí Trần Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi tiếp xúc giữa tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với cử tri 11 xã thị trấn thuộc đơn vị bầu cử số 3 huyện Hải Hậu, gồm các xã thị trấn Hải Vân, Hải Nam, Hải Hưng, Hải Thanh, Hải Hà, Hải Phúc, Hải Lộc, Hải Đông, Hải Tây, Hải Quang và thị trấn Cồn. Cử tri xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu kiến nghị tỉnh xử lý việc quản lý cho thuê đất trên địa bàn xã chưa đúng hợp đồng, khi một số doanh nghiệp tự chuyển đổi mục đích sản xuất từ trồng nấm sang làm cơ khí, nấu đồng, sản xuất đồ chơi trẻ em bằng nhựa. Trong quá trình sản xuất đã không thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, phát tán ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh hoạt của nhân dân xóm 5, xã Hải Thanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác khoáng sản, trung tâm sinh thái, xưởng nuôi trồng nấm rơm sau khi thỏa thuận thuê đất của nhân dân xóm 5 xã Hải Thanh nhưng đã đưa các xưởng đúc nhôm đồng và đồ chơi trẻ em về gọi là cho thuê và làm những công việc này gây ô nhiễm nặng nề đến môi trường và cái điều kiện sinh hoạt sinh sống của nhân dân xóm 5 xã Hải Thanh. Qua nhiều lần gọi là xóm 5 xã Hải Thanh đã họp xóm và đề nghị với xã nhưng xã trả lời là không đủ thẩm quyền để giải quyết. Đấy, vì đó hôm nay tôi đại diện cho nhân dân trong xóm gặp trực tiếp các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đồng chí lãnh đạo của các ban ngành kiến nghị xem xét giải quyết để nhân dân chúng tôi bà con sinh hoạt được cái trả lại cái môi trường cái trong lành cho nhân dân.
Cử tri xã Hải Hưng kiến nghị với Hội đồng nhân dân tỉnh, việc phân bổ ngân sách cho các xã thị trấn hiện còn bất cập, chưa sát với thực tế ở cơ sở, do người lao động tập trung vào các công ty doanh nghiệp, ít chú trọng tới sản xuất nông nghiệp, diện tích ruộng bỏ hoang ngày một tăng, trong khi chỉ tiêu giao thu quỹ đất công năm sau cao hơn năm trước, dẫn đến việc địa phương không hoàn thành thu ngân sách. Cơ chế xử lý chậm nộp tiền sau đấu giá đất hiện rẻ hơn lãi suất ngân hàng, dẫn đến tỷ lệ phần trăm tiền nộp đạt thấp. Cử tri cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần chỉ đạo ngành Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức kiểm tra, quan trắc đột xuất vấn đề môi trường tại các doanh nghiệp tiềm ẩn nhiều nguy cơ để bảo vệ an toàn sản xuất của công nhân, người lao động và cuộc sống của nhân dân khu vực lân cận. Sau khi có quyết định chúng đấu giá đất, có quyết định công nhận là chúng đấu giá thì sau 3 tháng là phải cái người chúng đấu giá là phải nộp 50% cái giá trị của lô đất đó, thửa đất đó. Và số còn lại thì sau 3 tháng đó là số còn lại 50% là tiếp tục phải hoàn thiện, phải nộp tiếp. Khi nào hoàn thành thì nhà nước sẽ cấp sổ đỏ cho, giấy chứng nhận cho. Còn nếu mà không hoàn thành thì bị xử lý chậm trả, chậm nộp. Nhưng mà cái xử lý chậm nộp này lại rẻ hơn lãi suất ngân hàng, báo cáo các vị như vậy. Vì thế đa số những trường hợp đấu giá đất chỉ nộp 50% để không hủy kết quả đấu giá đất, số còn lại dứt khoát không nộp. Tại vì người ta chưa có nhu cầu làm nhà, mà người ta chỉ có nhu cầu là khi giá đất nâng lên để người ta bán thì người ta phải nộp. Thế cho nên là mà hiện nay là quy định như vậy, cho nên là chúng tôi đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu có biện pháp để xử lý những cái trường hợp chậm nộp tiền đấu giá đất cho nhân dân làm nhà, để địa phương có tự chủ để quả tài chính để thực hiện những cái nhiệm vụ của địa phương. Chứ hiện nay là như Hải Hưng chúng tôi là đấu đất năm 2018 đến giờ này khoảng 6 tỷ không thu được. Mặc dù cục thuế huyện có công văn về yêu cầu xã là đôn đốc để thu, nhưng mà tại vì người ta thấy là rẻ hơn vay ngân hàng cho nên người ta chây ý không nộp. Cử tri xã Hải Lộc kiến nghị tỉnh nghiên cứu cho phép địa phương chuyển đổi một số diện tích canh tác trũng thấp, xen kẹt trong khu dân cư, trồng lúa năng suất thấp sang trồng cây dược liệu hoặc nuôi trồng thủy sản, nâng cao giá trị canh tác để cải thiện, nâng cao thu nhập cho người dân. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh có nghị quyết hỗ trợ đối với các xã không có nguồn thu từ đấu giá đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng, tránh tình trạng huy động quá sức dân và sự phát triển không đồng đều giữa các địa phương. Xã Hải Lộc là một trong nhiều xã có nhiều diện tích trũng thấp trong huyện Hải Hậu, đặc biệt trong xã có xóm 5, xóm 6, xóm 8, xóm 9, xóm 10, xóm 11, có nhiều xứ đồng diện tích so với mực nước trung bình quá thấp, lại nằm kề xen canh trong khu dân cư, sát với công ty Hoàng Thành Đạt thâm canh độc thân cây lúa, ruộng thấp, máy móc không vào được, sâu bệnh phá hoại, chuột nhiều, chi phí cao, cân đối thu chi chẳng còn được bao nhiêu, thậm chí nhân dân không thiết tha với đồng ruộng, bỏ ruộng. Thay mặt cho cử tri, chúng tôi kiến nghị với Ủy ban dân tỉnh, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh, các cấp có thẩm quyền nghiên cứu có phương pháp hợp lý cho phép chuyển đổi sang trồng cây dược liệu, nuôi trồng thủy sản có thu nhập cao gấp nhiều lần trồng lúa, để nhân dân có thu nhập cao, cuộc sống ngày càng phát triển, xây dựng nông thôn mới nâng cao bền vững. Thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến kiến nghị của cử tri các xã thị trấn thuộc đơn vị bầu cử số 3 huyện Hải Hậu. Thông tin tới cử tri huyện Hải Hậu khái quát những thành tựu, kết quả phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới mà tỉnh ta đạt được năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Làm rõ thêm một số kiến nghị của cử tri liên quan đến thẩm quyền xem xét giải quyết của huyện Hải Hậu và các sở ngành liên quan, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương quan tâm thực hiện công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, đảm bảo an ninh trật tự, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến kiến nghị và những vấn đề cử tri huyện Hải Hậu quan tâm để phản ánh tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh sắp tới.
đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến thăm và chúc mừng cán bộ giáo viên ngành giáo dục đào tạo nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Trần Phú kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chiều nay đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến tặng hoa chúc mừng cán bộ nhân viên Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định. Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đánh giá cao những kết quả mà ngành giáo dục đào tạo đã đạt được trong năm học 2018-2019, đặc biệt là kết quả 4 năm dẫn đầu toàn quốc, 1 năm đứng thứ 2 toàn quốc trong tổng số 5 năm thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc mừng những thành tích mà cán bộ nhân viên Sở Giáo dục và Đào tạo nói riêng, toàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nói chung đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong rằng ngành giáo dục và đào tạo sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục ở cả giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà để đạt được những thành tích cao hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, để học sinh Nam Định không chỉ giỏi về tri thức mà còn phát triển toàn diện, thành thạo ngoại ngữ và các kỹ năng sống, trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai. Trong suốt 60 năm xây dựng phát triển, dù trong hoàn cảnh nào, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Trần Phú, thành phố Nam Định cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, để lại sản phẩm giáo dục là nền tảng văn hóa của những người lao động giỏi và tư tưởng mang tính triết lý trong giáo dục và đào tạo, đó là xây dựng cộng đồng học tập, xã hội học tập, mô hình liên kết văn hóa nghề, tư tưởng đào tạo gắn với nhu cầu xã hội và tinh thần học tập suốt đời. Tự hào với truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Trần Phú tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập 1959-2019. Đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện vụ Giáo dục Thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự lễ kỷ niệm và tặng hoa chúc mừng các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên và học viên của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Trần Phú. Năm 1959, trường Bổ túc Văn hóa cấp 1-2, nhà máy dệt, tiền thân của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Trần Phú ra đời. Ngay từ khi mới thành lập, nhà trường đã thực hiện tốt sứ mệnh chung tay cùng cả nước diệt giặc rốt, dạy bổ túc văn hóa, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân nhà máy dệt có trình độ cao hơn, từng bước làm chủ kỹ thuật, làm chủ nhà máy. Thời kỳ những năm 1964-1972, hai lần máy bay Mỹ ném bom bắn phá miền Bắc. Trong muôn vàn khó khăn, nhà trường vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục đào tạo, khơi dậy tinh thần ham học, phát động sâu rộng phong trào thi đua, học văn hóa, học nghề, lao động chiến đấu cho đội ngũ công nhân của nhà máy dệt. Sau đó nhà trường được nâng cấp thành trường bổ túc văn hóa cấp 3. Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, phát huy nội lực, bám sát nhu cầu xã hội, mở rộng đối tượng phục vụ, nhà trường thực hiện đa dạng hóa các loại hình đào tạo, triển khai thêm việc dạy chương trình cấp 3 cho con em công nhân, dạy nghề và dạy ngoại ngữ cho người lao động để vươn ra thị trường trong nước và xuất khẩu lao động. Vượt ra khỏi quy mô, chức năng của một trường bổ túc văn hóa, năm 2001, trường được chuyển đổi thành Trung tâm Giáo dục Thường xuyên mang tên Tổng Bí thư Trần Phú. Ngoài phạm vi hoạt động truyền thống, trung tâm đã liên kết với các trường chuyên nghiệp cao đẳng đại học của cả nước, đào tạo hàng ngàn công nhân, kỹ sư, cử nhân nhà giáo, từng bước khẳng định chất lượng đào tạo và vị thế của trung tâm. Tuy là môi trường cũng không thể bằng được các trường trung học phổ thông khác, nhưng mà giáo viên dạy và các thầy cô ở đây đều rất tâm huyết với học sinh ạ. Truyền đạt cho bọn em nhiều kiến thức và thầy cô tâm huyết, học sinh chúng em cũng nhiệt tình và trau dồi kiến thức để phát triển hơn nữa. Về điều kiện thì vật chất thì bọn em có thể khác, nhưng mà chất lượng học tập thì chúng em cũng có thể là đáp ứng được gần bằng với lại các trường trung học phổ thông khác. Kiến thức thì bọn em trau dồi sâu rộng, cũng có thể là phát triển hơn đến cao đẳng và đại học. Như em đang học tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và em đang theo học bộ môn chèo ạ. Thì em có mong muốn là mình đỗ tốt nghiệp và mình có thể đỗ được trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và tiếp tục theo đuổi ước mơ mà mình mong muốn. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Trần Phú có lịch sử hình thành phát triển riêng biệt, gắn với một thời kỳ lịch sử của nhà máy dệt Nam Định, chứa đựng những tư tưởng đổi mới phát triển của ngành giáo dục đào tạo qua từng giai đoạn. Từ ngôi trường bổ túc văn hóa cấp 1-2,
Với vai trò, phạm vi hoạt động khiêm tốn, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Trần Phú hôm nay đã vươn lên một tầm cao mới, vị thế mới trong công tác giáo dục đào tạo. Tiếp tục kế thừa những kinh nghiệm, truyền thống, phát huy nội lực, năng động sáng tạo, bám sát nhu cầu xã hội, Trung tâm chủ động đổi mới nội dung, phương pháp, phương thức hoạt động, xây dựng môi trường giáo dục tốt, dạy tốt, học tốt, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu nâng cao dân trí, tăng cường việc liên kết văn hóa, nghề cùng với toàn ngành giáo dục đào tạo tỉnh, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội cho mọi người dân được học tập suốt đời. Cùng với lại cái hoạt động giảng dạy cái văn hóa bậc trung học phổ thông thì sắp tới đây trung tâm cũng tiếp tục là điều tra cái nhu cầu học tập của xã hội và mở các cái lớp liên kết đại học với các trường đại học để xây dựng cái đội ngũ lao động, góp phần xây dựng cái đội ngũ lao động cho tỉnh nhà, cho quê hương, đặc biệt trong cái thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. Để nâng cao được cái chất lượng giáo dục thì chúng tôi sẽ trước tiên là nâng cao cái chất lượng đội ngũ của giáo viên và đổi mới, nâng cao cái chất lượng của cái cơ sở vật chất phục vụ cho các cái hoạt động giảng dạy và học tập của trung tâm. Về phương pháp đào tạo, phương pháp giảng dạy thì chúng tôi sẽ tập trung vào cái việc tức là đổi mới phương pháp giảng dạy, làm sao nâng cao được cái phẩm chất và năng lực của người học theo đúng cái tinh thần đổi mới giáo dục hiện nay. 60 năm xây dựng và phát triển và những thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục đào tạo, nhất là thực hiện hiệu quả định hướng chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về xây dựng cộng đồng học tập, xã hội học tập, tinh thần học tập suốt đời, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Trần Phú đã 2 lần được Chính phủ tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, nhiều năm liên tục được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, liên tục đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc, nhận bằng khen, cờ thi đua của các cấp quản lý giáo dục. Với bề dày truyền thống 60 năm xây dựng phát triển, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Trần Phú luôn là điểm sáng, là địa chỉ giáo dục tin cậy của nhân dân thành phố Nam Định và của ngành giáo dục đào tạo tỉnh. Tăng cường triển khai các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Mười tháng năm 2019, Vietcombank chi nhánh Nam Định đảm bảo tốc độ tăng trưởng tín dụng. Làm theo Bác, công ty cổ phần dệt may Liên Tỉnh khắc ghi lời Bác dạy về vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp. Chín tháng đầu năm 2019, sản lượng khai thác thủy sản của toàn tỉnh đạt 41.150 tấn, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 76,6% kế hoạch. Tuy nhiên, hoạt động khai thác thủy sản vẫn còn tồn tại một số hạn chế như ngư dân chưa chấp hành đầy đủ các quy định về ghi chép sổ nhật ký khai thác, báo cáo ra vào cảng. Nhiều tàu thuyền trong diện phải lắp đặt vẫn chưa có thiết bị giám sát hành trình. Để khắc phục những khó khăn bất cập, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tới các ngư dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó đặc biệt chú ý hướng dẫn ngư dân ghi nhật ký khai thác thủy sản, tạo áp lực cần thiết đối với ngư dân để việc thực hiện đi vào nền nếp. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ quản lý khai thác thủy sản, trong đó trọng tâm triển khai công tác quản lý xuất nhập cảng và ghi chép nhật ký khai thác của tàu cá, kiểm soát chặt hoạt động khai thác bất hợp pháp của tàu cá, phối hợp với các cơ quan có liên quan ngăn chặn, xử lý các hành vi sử dụng phương tiện, nghề, công cụ bị cấm khai thác thủy sản, vận động các tàu cá trọng diện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, nhanh chóng thực hiện theo quy định để được cấp giấy phép khai thác thủy sản, thực hiện có hiệu quả một số chính sách phát triển thủy sản, đầu tư cơ sở hạ tầng, đóng mới và nâng cấp tàu cá, chính sách bảo hiểm, đào tạo thuyền viên, duy trì ổn định sản lượng khai thác ven bờ và giảm dần tàu cá có công suất máy dưới 20 CV, quản lý tốt các cơ sở đóng mới tàu cá và xử lý nghiêm những cơ sở tự ý đóng mới tàu cá thuộc diện cấm phát triển. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng phát triển, đa dạng các loại dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, doanh nghiệp tiếp cận vay vốn. Với định hướng này, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Định là một trong những ngân hàng được đánh giá rất cao về chất lượng dịch vụ và là đối tác được khách hàng, các doanh nghiệp tin tưởng xây dựng quan hệ tín dụng, đảm bảo tốc độ tăng trưởng tín dụng, là một trong những tổ chức hoạt động hiệu quả trong khối các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2019 đến nay. 10 tháng năm 2019, tổng nguồn vốn Vietcombank chi nhánh Nam Định đã huy động đạt 2.662 tỷ đồng,
tăng 55% so với cuối năm 2018. Tổng dư nợ cho vay tính đến tháng 10/2019 đạt 3.232 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2018, hoàn thành 106% kế hoạch quý 3 năm 2019. Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát, tỷ lệ nợ xấu chỉ còn 0,19%. Tỷ trọng tín dụng chung dài hạn ở mức 21%. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ đều tăng trưởng mạnh mẽ. Doanh số thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại đạt 248 triệu USD, hoàn thành 137% kế hoạch của quý 3. Doanh số mua bán ngoại tệ đạt 152 triệu USD, tăng 4% so với kế hoạch quý 3. Doanh số thanh toán và sử dụng thẻ tích lũy trong năm đạt 190 tỷ đồng, bằng 123% kế hoạch quý 3. Số lượng thẻ tín dụng quốc tế tăng dòng đạt 399 thẻ. Phát triển mới 16.046 lượt khách hàng e-banking, 12.522 khách hàng cá nhân mới. Tổng lợi nhuận 9 tháng năm 2019 đạt 69,6 tỷ đồng. Từ cơ chế chính sách linh hoạt trong hoạt động tín dụng và việc cung cấp dịch vụ đa dạng, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Định đã hỗ trợ nguồn vốn hữu hiệu cho các doanh nghiệp mở rộng quy mô, phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay toàn xã Nam Hồng, huyện Nam Trực có hàng trăm cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trong đó không thể không nhắc đến công ty cổ phần dệt may Liên Tỉnh đã thừa hưởng truyền thống của làng nghề dệt truyền thống nơi đây, không ngừng nỗ lực vươn lên, tạo dựng hình ảnh trên thị trường, tạo nhiều việc làm cho người lao động trên chính quê hương, đặc biệt khắc ghi lời Bác dạy về vai trò của tổ chức cơ sở đảng. Công ty cổ phần dệt may Liên Tỉnh đã quan tâm đến việc thành lập và xây dựng chi bộ đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo doanh nghiệp vững bước phát triển. Kể từ khi được thành lập vào tháng 8 năm 2017, nền nếp sinh hoạt của chi bộ công ty cổ phần dệt may Liên Tỉnh được duy trì đều đặn hàng tháng, triển khai đầy đủ các nghị quyết của đảng ủy cấp trên, thảo luận trao đổi, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, đảng viên trong tháng vừa qua, đề ra mục tiêu, giải pháp trong tháng tới. Không khí trao đổi thảo luận luôn diễn ra cởi mở với trách nhiệm cao của mỗi đảng viên. Sự lãnh đạo của đảng là một việc rất là cần thiết. Bởi vì là đảng lãnh đạo trực tiếp toàn diện về tất cả các cái về đường lối, về chủ trương, chính sách của đảng. Thế cho nên là các cái doanh nghiệp hiện tại là chúng tôi là doanh nghiệp tư nhân là rất muốn được biết các cái kiến thức về pháp luật cũng như là về cái công việc của các cái cấp trên. Thế cho nên là chúng tôi muốn rằng là có sự lãnh đạo của đảng. Đứng chân trong làng nghề dệt Liên Tỉnh, xã Nam Hồng nổi tiếng, trải qua nhiều khó khăn, đến nay với sự chủ động sáng tạo của các cơ sở sản xuất, trong đó có công ty cổ phần dệt may Liên Tỉnh, làng nghề truyền thống Liên Tỉnh đã dần hồi phục và phát triển mạnh, là đơn vị đầu tiên ở các làng dệt của tỉnh Nam Định thực hiện tròn khâu từ dệt đến tẩy nhuộm, may đóng gói, hoàn thiện sản phẩm và thực hiện xuất khẩu trực tiếp. Sự ra đời và lãnh đạo của chi bộ đảng công ty là vô cùng cần thiết, mang tính bước ngoặt cho sự phát triển của doanh nghiệp. Trước kia thì chúng tôi là sinh hoạt ở Mỹ Tre Xanh, tức là ở thôn xóm, mà đặc biệt là dưới sự chỉ đạo của đảng bộ cấp xã. Thế thì về phía xã thì hầu hết là các đảng bộ thì chỉ chú trọng đến vấn đề nông nghiệp là chính và một phần nho nhỏ về bên công nghiệp thôi. Thế thì còn lại là triển khai các cái công việc khác của cơ sở. Thế nhưng mà khi chuyển về đảng bộ khối công thương thì làm đảng bộ mà về bên công nghiệp thì tất nhiên là cái việc triển khai về công nghiệp thì chúng tôi sẽ được hưởng lợi nhiều hơn, tức là được đảng bộ khối công thương của huyện, tức là triển khai trực tiếp và sát sườn các cái công việc của ngành công nghiệp hơn chúng tôi. Thì nếu như so với ngày xưa là hoạt động tại chi bộ cơ sở mà đảng bộ của xã thì cái việc mà sát sao về bên công nghiệp thì là rất là ít. Được sự quan tâm tạo điều kiện của xã, công ty cổ phần dệt may Liên Tỉnh đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng xưởng sản xuất rộng hàng nghìn mét vuông để thực hiện 3 công đoạn sản xuất liên hoàn dệt nhuộm may. Hiện công ty có 60 khung dệt cải tiến đặt tại xưởng và gửi trong các hộ dân, dây chuyền hấp tẩy trị giá 1,5 tỷ đồng, công suất 100 tấn sản phẩm một tháng và 30 máy may công nghiệp.
chuyên sản xuất các loại khăn xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản. Đời sống của người lao động trong công ty từng bước cải thiện. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, xây dựng đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Thấm nhuần lời dạy của Người, mỗi đảng viên trong chi bộ công ty cổ phần dệt may Liên Tỉnh luôn đề cao trách nhiệm, gương mẫu xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngày càng vững mạnh. Qua 3 năm thực hiện chỉ thị 13 CTTTG, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh ngày càng được kiểm soát chặt chẽ. Ký kết kế hoạch phối hợp công tác tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tại Bảo tàng tỉnh giai đoạn 2019-2022. Qua 3 năm thực hiện chỉ thị 13 CTTTG ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh ngày càng được kiểm soát chặt chẽ. Toàn tỉnh hiện có 12.621 cơ sở thực phẩm, trong đó có 772 cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, 856 cơ sở kinh doanh thực phẩm và 4.973 cơ sở dịch vụ ăn uống, 1.948 tàu đánh cá, 200 cơ sở thu gom, sơ chế, chế biến thực phẩm, trên 300 cơ sở sản xuất, cung ứng giống cho nuôi thủy sản, 333 cơ sở cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, tỉnh đã thực hiện phân công trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định của Luật An toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm, xây dựng các mô hình điểm về an toàn thực phẩm, tăng cường thanh tra kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm. Trong 3 năm qua, toàn tỉnh đã thành lập 2.412 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, kiểm tra 15.157 lượt cơ sở thực phẩm, phát hiện 6.403 cơ sở có vi phạm và đã xử lý 2.058 cơ sở. Trong đó, phạt hành chính 1.311 cơ sở với tổng số tiền 2 tỷ 580 triệu đồng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh đoàn tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp công tác tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tại Bảo tàng tỉnh giai đoạn 2019-2022. Để phát huy giá trị các di sản văn hóa của quê hương Nam Định, góp phần thiết thực thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 và đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng tỉnh đoàn thống nhất kế hoạch phối hợp để tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tại Bảo tàng tỉnh giai đoạn 2019-2022 gồm hai nội dung: tổ chức tham quan trưng bày, tìm hiểu lịch sử văn hóa của tỉnh qua các thời kỳ, di sản văn hóa phi vật thể, tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt, di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tác phẩm điêu khắc đá của người Việt, lịch sử kiến trúc cột cờ gắn với thành cổ Nam Định. Tổ chức chương trình giáo dục trải nghiệm gồm các trò chơi dân gian truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ, trình diễn một số loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống, các hoạt động trải nghiệm, khám phá, các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử văn hóa quê hương. Tổ chức một số tuyến điểm tham quan bảo tàng và di tích tiêu biểu. Việc triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp sẽ góp phần phát huy giá trị các di sản văn hóa trên quê hương Nam Định, tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao kiến thức về lịch sử văn hóa quê hương, bồi dưỡng lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Toàn bộ nội dung chương trình quý vị và các bạn có thể theo dõi lại trên website namdinhtv.vn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.